Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, ông Liu Benzhu, kêu gọi chấm dứt những lời cường điệu vô căn cứ liên quan đến tàu chiến Trung Quốc tại Trung Đông. 6 tàu chiến Trung Quốc, bao gồm một tàu khu trục tên lửa dẫn đường, đã hoạt động ở Trung Đông kể từ tuần rồi, theo báo South China Morning Post. Đại sứ Liu khẳng định trong một tuyên bố được đài Sputnik đăng tải ngày 22 tháng 10 rằng đội tàu của Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc được triển khai để thực hiện nhiệm vụ hộ tống và đang thăm hữu nghị các nước liên quan. Ông Liu đồng thời nhấn mạnh các bên liên quan cần tôn trọng sự thật và chấm dứt những lời cường điệu vô căn cứ. Lực lượng đặc nhiệm hộ tống Hải quân số 44 của Trung Quốc đã tham gia nhiều hoạt động ở Trung Đông kể từ tháng 5, bao gồm cuộc tập trận chung với Hải quân Oman hồi tuần rồi. Theo thông tin được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, đơn vị này đã rời thủ đô Muscat của Oman vào ngày 21 tháng 10 để đến một địa điểm chưa được công bố, truyền thông Trung Quốc cho biết thêm. Trong chuyến thăm Oman, các chỉ huy Trung Quốc đã gặp gỡ giới chức quân sự và thăm cơ sở quân sự của quốc gia này, trong khi thủy thủ hai nước tham gia các hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa. Đội tàu của Trung Quốc bao gồm Zibo, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường TIP-025D, tàu khu trục Jinzhou và tàu tiếp tế tích hợp Guangdaohu. Sự hiện diện của đội tàu này đồng nghĩa 6 tàu Trung Quốc đang hoạt động ở Trung Đông giữa lúc căng thẳng leo thang trong khu vực. Không lâu sau khi nhóm vũ trang Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10, Mỹ đã điều nhóm tác chiến tàu sân bay hiện đại nhất của họ là USS Gerald R. Ford đến phía đông của Địa Trung Hải. Nhóm tác chiến tàu sân bay Dwight D. Eisenhower cũng đang trên đường đến khu vực. Giữa tuần trước, Lầu Năm Góc thông báo triển khai bổ sung tàu chỉ huy USS Mount Whitney đến phía đông của Địa Trung Hải. Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ ngày 22 tháng 10 khẳng định xung đột Israel-Hamas có thể leo thang vì các lực lượng ủy nhiệm của Iran. Cả hai đồng thời nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đã chuẩn bị để sẵn sàng đáp trả ngay khi quân nhân hay lực lượng vũ trang Mỹ bị nhắm mục tiêu. Ngoại trưởng Mỹ Blinken tuyên bố, chúng tôi không muốn xung đột leo thang, chúng tôi không muốn thấy lực lượng hay quân nhân Mỹ trở thành mục tiêu, nhưng nếu điều đó xảy ra, chúng tôi sẵn sàng đáp trả. Tương tự, Bộ trưởng Austin nói, điều chúng tôi nhìn thấy là nguy cơ bị tấn công của các lực lượng và công dân chúng tôi đang gia tăng trên khắp khu vực, Mỹ có quyền tự vệ và sẽ không ngần ngại triển khai hành động phù hợp. Trong khi đó, báo chí Trung Quốc ngày 23 tháng 10 dẫn lời ông Zai Jun, đặc sứ của nước này ở Trung Đông, cho biết tình hình ở Gaza rất nghiêm trọng. Trung Quốc đã và sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine thông qua Liên Hiệp Quốc và các kênh song phương, đồng thời nhấn mạnh bạo lực không phải là cách giải quyết cuộc xung đột Israel-Palestine, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22 tháng 10.